Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, du khách thập phương và các thanh đồng, đạo quan. Phủ Quảng Cung còn gọi là Phủ Nấp, nằm trên địa phận thôn Vĩ Nhuế, nay là xóm 22, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Tương truyền được xây dựng vào năm thứ tư, niên hiệu Hồng Đức, năm 1473. Phủ Quảng Cung được xây dựng trên nền nhà đã sinh ra mẫu. Đó chính là yếu tố để Yên Đồng trở thành một trong những cái nôi của sự hình thành và phát triển tục thờ mẫu. Hiếm có dân tộc nào trên thế giới có tục thờ mẫu như ở Việt Nam. Không chỉ phản ánh nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của dân gian mà còn cho thấy sự tri ân, tấm lòng tôn trọng đạo hiếu và tổ tiên của người Việt. Trải qua thời gian thăng trầm của lịch sử, ngày nay khu di tích lịch sử Phủ Quảng Cung tiếp tục được tu sửa, tôn tạo ngày một uy nghi, thành kính. Ngày 7 tháng 1 năm 2005, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định ra quyết định công nhận là khu di tích cấp tỉnh. Đến ngày 13 tháng 3 năm 2013, được nhà nước ra quyết định là khu di tích lịch sử cấp quốc gia và vinh dự. Đến năm 2017, Phủ Quảng Cung được gắn bằng UNESCO ghi danh thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt, là di sản văn hóa vi vật thể đại diện cho nhân loài. Lễ hội Phủ Quảng Cung được tổ chức trang nghiêm, mang đậm đà tính nghi lễ cổ truyền và không thể thiếu trong sinh hoạt văn hóa tâm linh của cộng đồng, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa của người Việt tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, du khách thập phương và các thanh đồng, đạo quan, con nhang, đệ tử. Phủ Quảng Cung nay còn gọi là Phủ Nấp, thuộc địa phận xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, là một trong những trung tâm đạo mẫu của người Việt. Thờ mẫu Liễu Hạnh Giáng sinh lần thứ nhất, Thánh mẫu Liễu Hạnh là biểu tượng cho sự sống, cho tự do, cho lòng nhân ái và công bằng xã hội. Mẫu Liễu Hạnh tượng trưng cho tất cả nét đẹp nhất của người phụ nữ Việt Nam. Thánh mẫu Liễu Hạnh là biểu tượng cho ý chí phá bỏ cường quyền, tinh thần ấy, ý chí ấy là bất tử. Mọi người về đây được giải tỏa tâm tư trắc ẩn để hướng tới một niềm tin thánh thiện và chính là những giá trị văn hóa, văn nhân lớn lao của lễ hội mà tất cả chúng ta ai ai cũng tâm niệm. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, du khách thập phương, về dự với lễ hội hôm nay, chúng ta đều với một niềm mong ước mọi người bình an, mọi sự đều tốt lành. Chúng ta đều cầu chúc cho mưa thuận gió hòa, lúa tốt tươi, chữ bông sai quả ngọt cho đời, quốc thái dân an niềm vui mới, di tích Quảng Cung mãi rạng ngời. Thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Yên Đồng, xin kính chúc các quý vị đại biểu, các thanh đồng, đạo quan, con nhang, đệ tử và du khách thập phương cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Tôi xin tuyên bố lễ khai mạc Phủ Quảng Cung năm 2024. Xin chân thành cảm ơn.